Ok, hello mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của Hằng Hà Nai nha. Bữa nay á thì Hằng có lý trễ tại vì Hằng đợi em này về nè. Mọi người có thấy gì không? Tai nghe hiệu Daru có giá là 380k. Hiện tại á thì cái tai nghe này đang được giảm giá sập sàn ở trên gear.vn. Anh em có thể lên gear.vn mà ủng hộ nhé. Thì yeah, cái tai nghe này đáng lẽ cái giá gốc của nó là 590k một cái tai nghe, bây giờ nó giảm xuống 36 vậy á, là còn có 380k thôi. Nên là Hằng quyết định Hằng lấy cái số tiền mà Hằng đi làm á, Hằng mua luôn cái con này, đi làm trong vòng một tuần á thì Hằng quyết định Hằng mua con này về để phục vụ livestream cho mọi người tốt hơn. Thì bữa nay Hằng sẽ đập hộp nhé. Ok, hello mọi người nha, Hằng quay trở lại rồi nè. Thì bây giờ Hằng sẽ đập hộp con này ra nhé. Vui ra trong đây có cái gì. Thì đương nhiên là cái tai nghe rồi, để Hằng nên lấy cái kéo nè. Cái kéo ở gần đây thôi. Đây, kéo bấm, kéo bấm như thế này nha. Đầu tiên là Hằng sẽ khui mở đây nè. Mít có khui vậy không? Hằng nhớ được mở sẵn rồi nè. Đó, đây nè, đây nè, đây nghe nè. Mọi người thấy rõ không? Nhưng chưa thấy đâu, để Hằng lấy ra nha. Đó, nè, tai nghe bọc rất là chắc chắn này, này tai nghe này mặt trắng, cổng USB đều được nha mọi người nha. Đấy, thấy cái cổng không? Đó, có vẻ nó xịn sò. Tai nghe này có đèn, đèn led da nha mọi người nha, chứ không phải không có đâu, tại vì bây giờ mình đang làm đập hộp á cho nên là mình không có thấy đèn led da. Mà thực chất cái đèn này có led da nha, tí nữa Hằng livestream anh em sẽ thấy. Nhưng mà cái video này sẽ post sau ngày hôm sau nếu mà Hằng edit video kịp. Okay. Thì anh nghe nó chỉ kiểu như này thôi, đây là cái mic nè, rất là nhỏ xíu. Và sau này Hằng sẽ dùng cái mic này để nói, trong lúc vừa nói để chim luôn ha. Rồi có gì mọi người á vào kênh xem cái video, cái vlog tập hợp này, tai nghe này, nhớ đừng quên nhấn subscribe, like, xem video.